Nào, bà đếm đi xem nào. Mấy à? Tờ bao nhiêu đây? Ừ. Mấy rồi nha. Đây tờ này riêng nha nha. Tờ đấy tờ bao nhiêu tiền? 5, 5. 5 cái gì? 500. À, rồi. Cái gì nữa? Nha. Vâng. Và thế thôi. Ừ. Nghĩa là nguyên chỗ này là nào bao nhiêu nào 500 này bà có bao nhiêu tiền 500 này 500 1 triệu này nhá giỏi quá gì nữa 1 triệu nhé. Và tờ bao nhiêu đấy? 1 triệu 200 này. Thế là bao nhiêu? Đây 1 triệu nhé. Vâng. Thế 200 nữa là 700 nhé. Một triệu với 200 này thành 700. Ừ. Tiếp, đếm tiếp. Chả biết đồng nào một lần. Ừ. Đây 500 này. Dạ, rồi. 1 triệu này. Vâng. 1 triệu. Về khả năng vật thì có lẽ là My Passion sẽ nhỉnh hơn đối với chơi Mapanda. Bây giờ là một đoạn vật từ My Passion. Một vật tốt. Sau khi để cho Mapanda chiếm lợi thế, hai này, 2 triệu nhá, 3 triệu nhá, Mapanda đang gặp khó, Mapanda đang bị rồi, 4 triệu nhá, rồi nhiều quá, 5 triệu nhá, rồi, 6 triệu nhá, rồi, 7 triệu nhá, rồi, 8 triệu nhá. 9 triệu nhé. Rồi. Với Mapanda thì có lẽ chủ yếu anh sẽ dùng những ưu đãi. Đó sẽ là lợi thế của chơi Mapanda. Đi nữa nào. Cứ để đi đã. Dễ dàng để cho điều đó diễn ra. Thì anh sẽ tìm cách để vật đối phương liên tục. Vừa rồi là một con vật tốt của My Passion. Một con vật khá hay của My Passion. 2 triệu này. Đây là 2 tờ này. Đã có những lợi thế của My Passions. Không dễ dàng một chút nào dành cho chơi Mapanda. Bao nhiêu đấy? Mapanda đang gặp chưa? Rất nhiều khó khăn, những bất lợi. Này còn xếp thế này, chưa đếm. Những giây cuối trong khoảng thời gian của hợp đồng tiên. Và My Passions thì vẫn đang có được những lợi thế. Tiền này để làm gì? Tiền này à? Vâng. Đi ra mua có lỗ còn gì nữa. Ừ. Mua gì? Mua thịt, mua rượu. À. Ừ. Làm dỗ ạ. Ừ. Ừ. Mẹ thu đi. Năm này. 10 này. 2 cái là 10 này. 2 này. 4 này. 6 này. 8 này. Mười này. 12 này. 14 này. 16 này. Em 16 gì? 16 gì? 16 triệu. À thế à. Ừ. 16 nha. 16 là 16 mới đây là 26 này.
26 nha.